biết bao nhiêu ngày. Giờ Yoni sẽ nhờ làm món gì nhỉ? Món gì đang heo che nó quên quên tên cà rồi. Cà phê bông sữa, cà phê đánh bông lên. Rồi bây giờ Yoni sẽ hướng dẫn cho Ryan làm. Các bạn nam phải ở nhà phụ người phụ nữ mình làm cái món này, nó rất là hay, nó rất là lãng mạn mà thật sự là tôi không biết làm sao đâu đánh đó thôi. Rồi. Đây là cà phê đen. Đầu tiên đây là nước sôi. Cà phê đen. Nước sôi. Đây là nước sôi nha. Ừ. Để đây đi. Nó không có sôi gì hết trơn vậy. Nó nóng ở trong là được rồi. Rồi đây là đường. Đúng rồi. Ít thôi nha. Rồi. Bây giờ anh bóc cái này ra. Phải dùng cà phê đen. Rồi bây giờ mấy gói? 4 gói. Bỏ một lần 4 gói luôn hả? Ừ. Nhiều rồi. Nè, kéo nè. Rồi ok. Rồi. Bây giờ cắt đổ vô, cầm một cái thố to như thế này cắt đổ vô. Cái này là cái tô nhà mình đó mấy bạn, cái tô hay ăn nuôi á. Anh cắt ngang luôn, đổ cho nhanh. 4 gói cà phê đen. Nhớ nha, tí rút kinh nghiệm cắt ngang nha. Rồi đè nó dưới đây nè. Thơm quá. Rồi. Ok. Mệt rồi, sao mồ hôi ok dữ vậy. Nãy giờ dẫn hai con bé đi dạo. Hôm nay, cả tuần nay là tôi chưa có được vinh vạ. Do đang bận sắp xếp công việc rất là nhiều. Nên các bạn sẽ thấy là khi mà tôi không tập tạ thì cơ bắp nó sẽ suy giảm thôi. Cơ nó sẽ không còn to. Đây, đang luyện tập cơ đây, đang giữ cơ đây. Và người nó sẽ không còn nét như mọi khi nữa. Nhưng mà đó là cuộc sống. Chúng ta sống để chúng ta rèn luyện sức khỏe, để chúng ta được khỏe hơn và tận hưởng cuộc sống. Rồi, đổ vô như thế này gọi là tận hưởng cuộc sống. Đây. Rồi bây giờ lấy cái muỗng này cho 4 muỗng đường vô. 4 muỗng đường. Đây là những lúc tận hưởng cuộc sống đấy các bạn. Khi mà đã rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên. Vừa thôi, ăn, vừa thôi, đúng rồi, cái muỗng vậy đó. Ăn cỡ này chúng ta cũng không mập nổi đâu. Và tất nhiên là phải tập luyện thể dục nha. Đó. Cỡ này thôi. Đôi khi có những món nó rất ngon như thế này. Mà nếu mà các bạn để cho cơ thể của các bạn quá mập thì làm sao các bạn tận hưởng được. Rồi đậy nắp lường lại không có nó gió. Ừ, rồi. Xong. Rồi bây giờ cho 4 muỗng nước này vô. Cho múc múc. 4 muỗng nước. Ừ, 4 muỗng. 1 2 2 3 4. Rồi đó, giờ tới lúc xài cơ bắp của anh rồi đó. Rồi bây giờ đánh cho nó tan lên đúng không? Đánh sao cho nó thành bông trứng giống kia kìa. Anh sẽ đánh sao? Ủa, sao vậy đứng lên? Đứng mới có thể đánh. Nè, thấy không? Đó. Cái này thấy đánh rất là đều không? Rồi, ra màu cà phê kìa. Ở giống loại sô-cô-la quá. Đó, đánh một hồi sẽ xoay vòng chiều. Xoay chiều của nó lại, sau đánh tan, đánh nhiều chiều nó mới tan đều. Đó, phải xoáy nhanh vô, nhanh vô. Xoáy như một cái máy đánh trứng luôn. Ừ, các bạn có thể xoay được cái cổ tay nhanh như tôi không? Đó. Vậy đó. Hả? Nè, máy đánh trứng đánh vậy hả? Đó. Nhà đâu có sợ máy đánh trứng bây giờ nè, không biết. Nè, thấy không? Tơ lên nè. Từ. Quá mỏi quá. Chưa đâu, để chưa bông đâu. Xếp, để cái này xếp sắp lại. Bây giờ, tại vì nếu cái cây này nó nặng có mấy trăm gram á, giờ nửa ký mà xoay vậy nó sẽ rất là mỏi. Chúng ta phải tì vô cái tô chúng ta xoay. Nó mới đều được, nó mới quện vô nhau được. Bông lên nhờ, bông lên. Đang đây, đang đây, đúng không? Anh nói thuận tay trái không? Không, bây giờ mình sẽ phải cầm tay trái. Tay trái xoay y như là cái gì, gớm quá. Nhanh lên, tốc độ nhanh lên nó mới bông được. Nhanh như quay đánh trứng đi. Đúng rồi, tốc độ đó đó. Tập có tay. Nó rất là mỏi. Bình thường tập sức bền, tập hít đất, tập hít xà vô. Giờ xài.
coi chừng bể tối nha, bể tối là nghỉ ai luôn á. Rồi cho nó đều, cho nó tan lên đã. Chưa có bông đúng không? Bây giờ là phải vẫn phải xoay, xoay đều, xoay liên tục. Nhưng mà bây giờ là cho tay phải nó nghỉ một xíu, tại vì tôi thuận tay phải, tôi không có nào mà tôi xoay tay trái với tốc độ nhanh được. Nhưng mà món này mà đã nguội lại là nó quẹo lại là phải làm lại à. Từ đầu. Nghiêng cái tô lại. Cái này quay bông mà ra cái mắc cười vậy. Đẹp chưa ta? Chưa, cái này chưa hút được đâu. Hay ít nước quá ta. Nhưng mà người ta kêu tỉ lại 111 nè. Anh nghĩ chắc phải thêm nước. Đánh bây giờ nó thấy nó có làm bọt không? Dễ hả? Thêm không? Thêm muỗng không? Không, thêm ít thôi. Lần đầu tiên trong đời là cái món này. Thì đâu ý, thấy YouTube là rủ anh làm chứ. Mà em biết là em không đánh được nên em kêu anh đánh chứ. Cố lên. Nhìn ngu người luôn. Lên bọt chưa? Chưa. Mấy đánh sao cho nó lên vậy? Không biết. Chắc phải thêm nước. Thêm nước nhiều nó hừ sao đẹp. Người ta kêu tỷ lệ 111 nè. Nãy giờ là 6 muỗng nước rồi á. Mỏi tay không? Tay em mỏi quá. Giãn cơ tay đi. Được chưa ta? Em chưa thấy nó giống trên YouTube lắm. Trên YouTube nó bồng hơn cơ. Còn mỏi lắm. Thấy ngưỡng mộ những người nghĩ sáng chế ra món này không? Tại vì các bạn nên biết là tôi không phải đầu bếp chuyên nghiệp. Đầu bếp chuyên nghiệp khi mà họ rèn luyện cái món này mỗi ngày, họ có thể điều khiển cái này mà họ không mỏi được. Còn nếu mà mình không phải đầu bếp chuyên nghiệp, mình làm sẽ rất là nhanh mỏi. Cố lên. Cái này hút được rồi nè. Hút được chưa? Bỏ thử cái ống hút vô hút coi. Để mình coi nào. Thử ý. Hút. Kẹt rồi, thiếu nước rồi. Đặt quánh luôn. Đúng không? Ừ, ngon rồi. Ngon chưa? Ngon rồi. Ngon rồi hả? Ngon rồi. Ngon không? Cái nào nó lên bóng rồi nè. Ừ, vậy đánh thêm đi. Ôi, như em thấy sắp có thành quả rồi. Chạy tô không ta? Chạy lấy cái chắc rồi. Chạy lúa hả? Chạy men của cái tô á hả? Đúng rồi. Để mình ăn men cái tô cho mình ngu luôn sao ta? Rồi, được rồi á, em nghĩ được rồi đó. Được lên rồi, bóng rồi. Chưa? Vậy là lên bò là lên bò chưa? Hình như đặc quá. Ờ, anh cũng nghĩ nó đặc quá nhưng... Cái này là cái gì ta? Nước hay là đường ta? Bây giờ nếu mà cái này nó không nhiễu xuống được là nó đặc quá đúng không? Không, trong clip đúng rồi, trong clip làm vậy á. Bây giờ anh rủi thì giữ điện thoại cho em đi, em đi làm phần 2, em dừng cho. Rồi bây giờ anh cho đá này vô cái ly này. Nhẹ thôi, hư ly á. Nhà mình không có đá viên, đá bi nên mình lấy đá bự mình đập ra. Cục nhỏ thôi. Rồi. Rồi được rồi, đây là sữa tươi có đường. Mở theo cái đường này. Có đường. Còn bạn nào hỏi này nhiêu calorie đọc luôn như nè. 78 calorie trên 100ml nha. Cái đó là 450. 450 các bạn cứ lấy 8 lần 5 cỡ 420 calorie cái hộp này ha. Nhẹ thôi, coi chừng lực anh bóp là nó hư luôn á. Rồi. Rồi bây giờ để rút kinh nghiệm mà nhiều người bị chèn cái này thì bây giờ anh đổ cái này nửa ly cho em thôi. Nửa. Đẹp quá. Rồi nửa thôi. Rồi một nửa. Rồi. Rồi bây giờ anh lấy cái muỗng này. Anh múc cái đen này vô, anh múc cái bông nãy giờ anh quẹt vô. Hình như đặc quá hay sao á. Đặc quá nghĩ chắc phải thêm nước đánh này một chút.
không nấu nó đặt luôn vậy đúng rồi đó. Mở này chắc không? Chắc. Xua nha. Xua xong rồi. Xong rồi. Đó. Rồi. Đúng rồi đó, xong rồi tí đánh bông với sữa lên múc tiếp đi anh để em quay cảnh này cho đẹp. Đây. Rồi. Rồi. Thêm nữa, thêm một muỗng nữa. Yeah, xong. Vẽ hình, tạo hình, tạo hình. Rồi, quá đẹp. Ok, rồi, xong. Xong rồi, mình trộn đều lên mình uống thôi. À, vậy thôi. Đó, nó nhiễu xuống nè, thấy không? Đẹp không? Đó. À, đẹp. Hay không? À. Rồi, xong. Cảm ơn anh để đánh nha. Hay thế nhỉ? Hay à, vậy hả? Ừ. Là đánh nãy giờ chị đã lấy lốc kem uống sữa đi. À, vậy hả? Rồi sao anh cảm nghĩ sao? Ừ thì phụ nữ hay là cái đầu bếp thì giỏi quá, họ có thể kỳ công nghiên cứu ra mấy này. Ôi cận này mình không phải chuyên môn của mình nhưng mà thấy rất là hay, rất là đẹp. Ờ các bạn nhà làm thử đi nhé. Xong tí trộn đều này lên. Ừ. Rồi ok, cảm ơn nha. Bye bye các bạn nha.